Hello các bạn, đây là cái đồng hồ Ben 8 ST này các bạn. Cái này thì mình mới mua thì giá khoảng dưới 500 ngàn nha các bạn. Các bạn có thể mua ở trên mạng Shopee hay là các bạn có thể ra các cửa hàng để di động hoặc di động Việt nhân dân hay ngoại xanh cũng có nha. Thì cái này mình mua có cái hộp luôn các bạn. Đi bộ nó nhiều chức năng lắm. Ngoài đây thì nó không có chức năng bơi lội dưới nước thì không có nha các bạn. Cái tập là cơ bản thôi. Tin nhắn luôn các bạn, cài đặt tin nhắn được luôn. Ví dụ điện thoại mình có ai gọi hay nhắn tin đến thì nó sẽ báo các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi nha. Nếu các bạn thấy hay đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ mình nhé các bạn.